YouTube. Sorry, Calimera's YouTube burger. How do I cook it? This one. Put it on toast, yeah? Toast? This one. Yeah, probably this one. It's so funny. This one you have to go back here. Đây là cái lò nướng nhỏ mà mình với chồng mình mua nè. Cái này mình mua 160 đô để nướng bánh mì. Nói chung là cái này giống như cái lò nướng chiên, giống như mình chiên gà, chiên cá hay chiên gì, cái mình bỏ vô đây để cho cái dầu nó ra bớt đó mọi người. Khó? Really? Yeah. Only with spaghetti and hamburger. Yeah, mình với chồng mình ăn burger. Đây, đây là salad. Yes. Oh. I have it, yes. Đây, đây là dĩa salad của chồng mình. Đây là burger, lát mình bỏ thịt bò vô với nấm nè, với cà chua, với cải. Đây là dĩa salad của mình. Đây là dưa hấu. Đây, chồng mình rất là thích cái này. Cái này kêu bằng mustard mà không biết là cái gì. Còn đó là sốt cà chua. Đó, quá à. Oh, it's hot, huh? Yeah. Who get this one and who this one? Yours. More red is me. You want cheese? Yes, it's okay. Cheese. Yeah, it's good. Yeah. Chồng mình đang làm burger cho mình nè mọi người. Yeah, and hot dog. Yeah, good man. Chồng Mỹ rất là giỏi mọi người. What you thinking? No one can eat the second one, this one. Let's put there. Let's keep there. We will desire later. Make you hungry like a bear. I don't know. It's good. Ở bên này là vợ chồng là rất là bình đẳng nha. Chồng Mỹ là cũng làm bếp bình thường nha. That's good, huh? Oh, yeah. We need two spoons. Pickles. Oh, oh, you want another pickle? Yeah, that's this one. You want spoon? You need spoon? How do you say? Pork. Fork? Pork. Yeah. Two pork for salad. Cái nhà bếp này mình với chồng mình tính sửa lại mới mà chưa, hai vợ chồng chưa có thời gian để mà đi coi để mà làm mới lại nữa mọi người. Đây, nhìn hấp dẫn không? Có. Yeah. You're not good. You're not good, Danny. Danny, you're not good boy. You're not good. This for me? Yeah. Oh really? Thank you. Thank you, honey. I think this for you, not for me. Ah, anh chồng tuyệt vời của mình đây. You're very handsome. You're very handsome. Now I know why I married you. Because you're very handsome. You're really handsome, man. Whoa, Danny. You do something straight. Wow, hai chú mèo của mình nè mọi người. Tới giờ hai em giỡn rồi đó. Should be good. Đây, đây là thành quả của hai vợ chồng mình đây. Đó, chồng mình thì ăn burger thôi, anh không có thích ăn bánh mì nhiều. Còn mình á, thì mình thích ăn bánh mì nhiều cho nên mình ăn cái burger với cái hot dog. Ok, mời mọi người cùng ăn với mình nha. Ok mọi người, mời mọi người cùng ăn với vợ chồng mình nha. Đây, chồng mình rất là thích cái pickle này nè. Đó. Love pickles. Yeah, chồng mình rất là thích cái pickle này. Giống như dưa nó nhận chua vậy mọi người, nhưng mà của Mỹ nó nhận theo cái kiểu hơi khác xíu. Hơi khác vị xíu. Yeah. Yeah, it's good. Cà chua, mình bỏ cà chua vô. Ooh,
don't want to see how you build your body. Đây, chồng mình anh bỏ, anh rất là thích ăn nấm. Hai vợ chồng mình đều thích ăn nấm đó. Cho nên bây giờ that's all, huh, honey? And some sauce. Chồng mình bỏ cái mustard. Mustard. Spicy, little spicy. Chồng mình ăn cái sauce này hơi cao một chứ. Mà mình nghĩ đó là giống như củ nghệ, tại mình thấy cái hình củ nghệ. Mình không có thích cái này rồi, chồng mình rất là thích. Chồng mình rất là thích mustard với ketchup. Đây, đây là cái burger quán này. Pretty good, huh? Chồng mình đã xong, xây xong cái burger của chồng mình rồi đó. Giờ tới mình. Good. Burger thì mình sẽ bỏ thêm một chút cái lá này nha. Cái bên này người ta kêu bằng lá vịt đó mọi người. Nó giống như cái cải của mình á. Cải mà mình ăn sống ở bên Việt Nam á. Rồi cà chua. Burger là không thể thiếu cà chua. Phải có cà chua mới ngon. Pico. 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 Pico, honey. Mm-hmm. Pico, honey. Oh, I want pico. Right? Yes. Mình cũng ăn dưa chua nữa mọi người. Nè, đây là cả dưa chua nè mọi người. Dưa chua, cái này ăn phải có dưa chua mới ngon chứ không có là không ngon. Đây, pico dưa chua. Good? Mm-hmm. Good, huh? Mm-hmm. That's really good. Good. Very good. Very good? Better now. Because I make it different. Mm-hmm. You make it. I make very good, but you make not good, right? Chồng mình khen nó, trời em ơi, nay ăn ngon quá em ơi. Nay ngon quá à. Ngon hơn hôm bữa mà ăn lễ, ngon hơn bữa ăn lễ mà độc lập của Mỹ á mọi người, ngày 7 tháng 4 á. Mình mới nói chơi chồng mình, nói tại vì em làm á nó mới ngon, còn bữa anh làm ăn không có ngon. Ôi cà chua sụt ra nhìn đẹp mọi người. Looking beautiful. Like this, huh? Like this? Yeah, exactly. Mm-hmm. Yeah. Oh, I'm being backwards. Đây, đây là cái burger của mình đây. Burger của mình, burger của mình. Getting better and better all the time. Yeah. How to eat a hamburger. I heard you then. It's so good. Pretty good. Rất là ngon mọi người. Hôm bữa lễ độc lập của Mỹ, gia đình mình sum họp ăn burger nhưng mà ăn sao mình ăn thấy không ngon rồi nhỉ? Mình nói hai vợ chồng ăn ngon ghê. Kind of tastes like almond. Yeah, I think so. Đây, hồi nãy giờ hai vợ chồng ăn nhưng mà quên bỏ hành mọi người. Phải bỏ hành tây vô mới ngon mọi người. You want this? Yeah. Burger là phải có hành tây mới ngon mọi người. Hành sống nha. Của hành tây mà sống, người ta cắt lát mỏng, người ta bỏ vô mọi người.
Mmm. Oh. Need another napkin. Oh really? Here you go. Chồng mình xài gần như hao quá. Chồng mình nói lúc trước mình quay với ảnh ngại, anh không có cho quay. Lúc trước mình quay mà ảnh ngại, anh không có cho quay. Riết mình thuyết phục riết thì anh cũng chịu quay rồi, nhưng mà anh cũng gọi là cũng không có tự nhiên lắm. Nói chung thì cũng được, từ từ chắc ảnh cũng sẽ quen. It's so cute. You're very cute, yeah. Thank you. That one is okay, yeah. Oh, Danny. Danny, come here, boy. Chú mèo Danny của mình đang định làm một số chuyện điên rồ nữa. Mèo bên Mỹ khi mà mọi người không có chú ý là bắt đầu sẽ làm những cái chuyện gì đó làm cho mình bực để mình chú ý đấy. Danny, come here boy, come here. Chú mèo Danny của mình kêu là trả lời mọi người khôn lắm, kêu là lên tiếng. Cái burger này là vào ngày lễ truyền thống của Mỹ á, là người ta sẽ ăn hamburger với hot dog vào cái ngày lễ độc lập của Mỹ ngày 4 tháng 7. Còn đây là hot dog nè mọi người. Không. Để xíu mình bỏ rau so vô. Skilled. Hot dog nè. Mình bỏ cà chua. I don't think you seen them do this before? Many times. It's normal with me. Only not normal with you, but it's normal with you. I mean, both of them, Yogi and Danny. You can jump down now. Yeah. Yes. Mình thích cà chua thì mình sẽ bỏ cà chua, mình bỏ miếng rau vô, mình bỏ miếng hành vô, rồi mình sẽ bỏ một chút pico là cái dưa chua thôi. Ăn mấy cái món này của Mỹ là phải có dưa chua mới ngon. Mới qua thì mình chưa ăn được cái dưa chua này đâu. Mới qua mình chưa quen ăn cái dưa chua này đâu, mình không có thích, mà bây giờ thì mình đã quen rồi. Đó, đây là cái hot dog của mình. Xong rồi lát mình bỏ sốt vô. Nhìn đẹp ha, chồng mình gạo mình. This is why I had to get fun. Because you become American. Yeah. Remember before I don't like pico, but now I start to like it. Then this my son, huh? Yeah. Why my son not good? Danny. Danny. What you doing, boy? Ok mọi người, mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mọi người hãy cho mình xin một like, một đăng ký, và mọi người nhớ ấn chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nha. Tạm biệt mọi người. Can you say tạm biệt mọi người? Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Mọi người. Mỗi nói. Yeah. Tạm biệt. Mỗi nói. Tạm biệt. Mỗi nói.